Vào khoảng 4 giờ hôm nay sau 2 tiếng nổ lớn, ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà 2 tầng là xưởng sản xuất nến tại số 37 đường Lê Hiến Mai, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Rất may, không có thiệt hại về người. Vào thời điểm trên, sau khi có 2 tiếng nổ lớn, người dân sống xung quanh khu vực này đã chứng kiến ngọn lửa rất lớn cháy bao trùm ngôi nhà. Bảo vệ tại ngôi nhà này đã kịp thời thoát ra ngoài. Rất nhiều gia đình sống khu vực phía sau ngôi nhà cháy đã chạy ra ngoài bảo đảm an toàn. Nhận được tin báo, 6 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhanh chóng công tác dập lửa. Đến 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được cơ bản khống chế. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát tường nhà. Diện tích đám cháy khoảng 500 m2, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.